Ok, thôi chị đá bóng 14 à? Mi có thể giới thiệu, chị Mi có thể giới thiệu con đang có bạn gì không? Con đang có bạn kiến. Oh. Bạn kiến tên gì? Tên là Anthony. Anthony. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2023 và cả nhà tớ đang đi công viên gần nhà. Đây là công viên Cầu Giấy. Có một số gia đình rất là đáng yêu, có các em bé cũng đi ở đi nhặt lá, đi đạp xe. Và Mí thì tìm thấy một bạn kiến béo và Mí bảo đấy sẽ là pet của bạn ấy. Một chị ở bố thì đang đá bóng. Thôi, con chào bạn về với mẹ đi. Ok. Bye bye. Bạn đi đây này. Đi. Bạn đi đây này. Ok, kiến đỏ đấy. À đâu, đấy, kiến đen nhỏ. Đấy, kiến đỏ đây này. Thế chúng mình đi đến cái đồi tiếp đi. Đi mãi chưa đến nơi. Kiến đỏ này, đấy, đấy, tránh ra. Ok, bye bye. Kết cơ. Bye bye, Mí. Let's get on to the hill. Do you want to watch the lake come? Mí ở trên vỉa hè gần hơn đấy. Vỉa hè đâu? Kia kìa, ra kia cơ mà. Không, kia, đằng xa ấy. There you go. Đứng ở vỉa hè con ạ. There you go. Đu đi. Nè nè chị nè. Bi. Mấy chị con một cái. Mấy cái cây nó úa nó mới vẽ tốt. Con con cây mà. Ôi, này trời đẹp quá, thích quá. Này khác gì Sài Gòn đâu. Đúng vậy. Đây là công viên gì mẹ Diệp? Công viên Cầy Dấu. Mút chi nè. Úi dồi. Điệu múa canh cây của chị. Úi dồi. Giống điệu múa gọi cây của trong cho rồi. Bọn này chơi đây cả ngày nữa. Đấy, này có phải thích không? Nè. Anh nghĩ là đi cao đao đi. Người dạy là người ở nhà em biết không? Piu. Đêm giao thừa. Mẹ đi ngủ. Chi đi ngủ. Mí đi ngủ. Bố đi ngủ. Thế là hết. Không ai biết chuyện như thế. Yeah. Chúc mừng 2023. Úi dồi, kiếm một chi. Úi dồi. Úi dồi. Thế là ngày hôm nay trời đẹp quá. Lúc nãy chi, thơm bạn kiến thế nào? Đòi thơm ấy. Chi lúc nãy con thơm bạn kiến thế nào con nhớ không? Kiến. Bố ơi bố. Bố ơi. Ờ bố đây. A bi bù. Bố đây con. Bạn meo. Bạn wheezing bạn I park. Của chi rocket. Chim rocket chỉ có 3 bạn. Một bạn đó là lick tongue. Một bạn nữa. Là gì? Victor Bell. Victor Bell là gì? Bạn cây mà úp vào đầu James ấy. Victor Bell. Yeah. Một cái nữa. Hết rồi. Ơ sao chỉ có 5 bạn thôi. That's it. Ash có 6 bạn mà. Các bạn đấy chỉ có ít thôi. Wow, siêu thế nhỉ. Piu. Đây kìa.
Mẹ phải mì đâu rồi con? Úi giời, úi giời. Con nhặt xong con ra chỗ mẹ. Ok, mẹ đâu? Mẹ phải mì đâu? Úi giời. Wow, công viên cầy dấu cũng thích đấy chứ. Ồ, thích thế. Ừ. Quả thông ư? Quá hay. Nhìn mẹ Diệp và Chi này, Mỹ, nhìn này. Mỹ đang rón rén làm gì đấy? Ôi thơm cực, anh ngồi được, anh nằm ở đây sẽ thử. Oh really? Nice. Đợi tí. Xem Mí làm gì. Anh thích quan sát nó. Nó rất buồn cười. Thích nhờ. Yeah. Ừ giống nhờ. Trời nó cũng xanh xanh như này. Xong rồi trong vắt. Wow. Hôm nay trời đẹp thế. Chị đi đâu đây? Lạng chạng thế này. Tặng mẹ này. Chị. Bây giờ là một chi nhẹ nhàng nè, nhẹ nhàng nè, một chi nhẹ nhàng cho xem nào, nhẹ nhàng quá nhỉ, ui giời ngã bây giờ, ui giời nhẹ nhàng quá, ui giời rồi. Đây. Đây. Ăn như này. Đây. Ok không? Ăn hành chưa? Đây. Nhìn này, mẹ nhìn này. Bạn đi đây hả chị Mí? Chị xem không? Bạn Văn. Con nhìn xem. Đấy, cho cháu đầu nó vuông. Còn con bọ muỗm thì đầu sẽ nhọn. À, chị. Và râu bọ muỗm rất dài. Chi là học cháu thì ngắn thôi. Chi là học sinh mất tập trung. Yeah. Không quan tâm. Anh Mí có gì cả. À. Lúc nhận ra gì? Phải rồi. Chí. À. À. Bạn nhảy bạn nhảy. Piu một cái. Let's go then. Wow. Chi ơi, con đi đâu đấy? Which is like I'm out of here. Daddy! Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Chào buổi sáng Chi thối. Chi vừa mới chọn áo để mặc. Bây giờ bạn Chi đang cố để cài. Mẹ cài giúp con nhá. Mẹ cài giúp con hay con tự cài? Đấy. Chị muốn tự. Con mặc áo cáo không?
Giỏi quá. Giỏi đấy, siêu. Đấy. Kéo lên nhá. Đây mẹ giữ ở đây xong con kéo lên thì nó dễ này. Úp. Giỏi lắm, mẹ giúp này con kéo lên, giữ hộ đây. Giỏi chưa? Chi bé tí mày đã biết tự mặc áo zip rồi đấy. Wow. Chiều lắm. Yeah, good job, high five. Hello, have I, can I have a kiss? Nắm tay nhá. Thảo ơi, bạn nắm tay mình được không? Pew. Thơm một cái được không? Can I have a kiss? Pikachu loves bunny. Pikachu loves bunny. Nắm tay nè, nắm tay. Ching 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 ching. Ông ngoại chưa? Serum, serum. Xịt khoáng. Đây. Serum. 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 Anh không biết là các bạn con gái biết đấy. Vâng. Không biết đâu. Thật đó. Trẻ con nó... Chắc chắn biết. Bây giờ mọi người biết nhiều lắm. Trẻ con nó chỉ làm việc thôi. Well, I don't think so. Dương đang soạn quà để đi tặng các bạn ở cơ quan. Hôm nay là ngày 22 Tết. Và nhà tớ sẽ chiều nay sẽ cùng ông công ông táo. Dưa con. Pumpkin con. Ôm chùa. Bye bye chi. Mẹ ơi, đây sao là mâm cỗ. Đầu tiên của Tết năm nay là mâm cỗ. Ông công ông táo nhà tớ. Trời ơi. Để làm mâm cỗ này tớ đã phải prep food. Tớ đã phải prep các món từ trước rất là lâu. Không phải rất là lâu lắm, một số món có thể làm trước thì tớ làm trước. Đây, rồi. Mọi người như thế này này. Đúng rồi, giống quá nè. Mọi người ở nhà tớ đang lột xác. Đang mọc cánh lột xác. Và lần này thì bạn mới có cánh. Mọi người lần trước không có. Con đừng làm bạn sợ. Đấy. Bánh to thế. To nhờ. Béo khủng khiếp. Đây là pet của Mí à? Pet của bố Dương. Không cần đâu, hôm nay trời nóng lắm. Chị không cần mặc áo, cất áo đi. Áo vegan. Ok. Má, đây nè. À, hôm trước con mang đi mà đúng không? Chị đưa túi cho mẹ em gì? Cảm ơn con. Cánh to dần. Hay nè. Ngắm nốt đi. Sát cho mình rơi quanh xuống đó. Đây ạ. Con ta bảo cái quả bóng nho nhỏ này bà không biết. À mà biết được, con để đâu? À đấy bà biết, bà bảo bà con. Bà không nghĩ ra, chỉ con góc ấy chứ. Ồ, ơi. Đấy, khu nhà tớ thì sẽ hóa vang hết ở đây. Đây là áo bi, không phải áo bơi. Áo bơi, thêm phao đâu.
nhà lấy nhá. Đi. Let's go. Let's go. Lúc đấy chị Mì vẫn đang đá bóng. Chị ơi, con có muốn bơi không? Con muốn bơi lắm đúng không? Thế mình lên lấy áo bơi nhá. Mình lấy phao bồng bềnh của chị nhá. Chị còn nhớ phao của chị ở đâu không? Thì mình đi lên lấy nhá. Đi, mình nắm tay nè. Cầm bạn rùa của con cho đi không? Rủ Mí nhá, con gọi Mí ơi đi. Mí ơi, lên lấy phao về em. Nóng quá, mẹ cởi áo bi ra nhá. Mấy hôm trời lạnh mà đi cứ quen mặc áo khoác. Thế nên là hôm nay cũng không thể bảo mẹ đi cởi áo ra được. Nhất định là phải mặc áo khoác. Mí ơi, let's go. Hôm nay là ngày đầu tớ siêu bận nhưng mà đây còn rất nhiều việc phải làm. Ngày mai cũng đi xuống mộ hóa vàng các thứ nên tớ sẽ để dành tối mai để hội đầu. Khó chịu rồi, thôi đi lên ăn cơm. Ok, mẹ bế con nha. Bố bế cũng được. Ok, ok. Wow. Cánh của bạn đi. Wow, it's huge. It's huge, to thế. Wow. Cuối cùng thì bạn ấy cũng mọc cánh nha mình nhá. Đây, nhìn này. Hồi trước bạn ấy không có cánh dài nhá. Đây nhá, em nhìn tham lát nhá. Okay. Lâu cho các nhìn tham lát. Cánh mọc dài này. Báo thức. Báo thức nha mọi người. What's that? Đấy là gì ấy? Báo thức. Nó rơi rồi. Đúng rồi kìa. Đã yêu thì đúng phải sai. Anh yêu nó. Nhầm, đã yêu thì sai phải đúng. Mà đã không yêu thì đúng phải sai. Đấy là bài của Mỹ Tâm. Kẻ to quá thì cái này được bê rồi. Cái này lên bếp. Đổ. Bố Hà Dương đang xem đá bóng. Mẹ trận gì ạ? Chung kết. Hôm trước quay Việt Nam và Thái Lan. Chứ em quay cái trận chung kết ấy. Xong bị YouTube ban. Là phải cắt hết những đoạn đấy đi. Vi phạm bản quyền của FIFA. Ok. Ai em cắt này khỏi vi phạm bản quyền. Yeah. Làm gì có bản quyền? Mẹ đâu? Chị ăn đi đã, chị ăn một miếng xôi đi. Ai ngủ không ăn cơm. Đấy, dạo này chị đang bị nghiện quyển. Đúng là Tết nên đang rất bắt bố Ngọc đi đọc lại quyển đấy. Bếp bố nhám. Ngon không? Mì đang làm gì đấy con? Con đang làm gì đấy con? What are you doing? Are you finished with your worksheets? Yes. Okay. Mặt nó là gì? Ủa, chó con. Mặt nắng thôi. Sao lắm? Lại ngả ra. Ngã bây giờ. Úi dồi. Thôi mẹ áo quá đi. Chúng mình đi ngủ nhá. Tô nốt bức tranh này nhá. Con còn phải tô hết trời với đám mây. Ok. Ngủ quá rồi, mắt hít rồi. Mắt bạn này long lanh thế.